Đây là chiếc đèn hậu đắt nhất ở thời điểm hiện tại. Vì khi các bạn mua đèn hậu này thì các bạn sẽ được tặng một con Lighthouse FX4. Và bây giờ mình sẽ không review đèn hậu nữa mà mình review quà tặng cho các bạn nhá. Và bây giờ thì HTBuy sẽ review quà tặng cho anh em Lighthouse FX4 phiên bản mới nhất của năm 2024. Còn phiên bản mới này thì được trang bị nên khá là nhiều, đặc biệt là cụm tay phanh gấp cả trước cả sau. Nếu anh em độ ngoài thì nó phải dao động khoảng từ 400 đến 500 nghìn. Đó, nhưng ở phiên bản mới này thì giá vẫn thế thôi. Một con figure full nhôm, chỉ duy nhất càng là càng thép, tuy nhiên đã được gia công không mối hàn rồi. Ba đao nhôm cực kỳ ngầu, cực kỳ chiến. Ghi đông pô tăng nhôm, ghi đông bản dẹt các bạn nhé, ghi đông bản dẹt. Dây cuốn xịn, khung bản dẹt này, cọc yên bản dẹt. Vành sau là vành nhôm hai lớp, bản cao 6 phân. Xích hạt đậu đùi đĩa nhôm 5 chấu 48T. Đó, nói chung là con này là quá ngon rồi. Được trang bị sẵn là giá để bình nước này, cụm phanh này. Nhìn chung là dưới 5 củ cho một chiếc đèn hậu mà được tặng một con xe như thế này thì quá ngon rồi anh em ạ. Anh em có nhu cầu ủng hộ HT Buy nhá. HT Buy, chọn đúng, không sai.